ngày 1 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ người phụ nữ tên Dung, 39 tuổi, ngụ quận 12 để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra, khoảng 11 giờ trưa ngày 30 tháng 9, Dung đi xe máy và chở theo cô gái 26 tuổi, ngụ tỉnh Long An đến khu vực bãi xe chở hàng trong chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, phường Tam Bình. Tại đây cả hai có lời qua tiếng lại và xảy ra cãi vã to tiếng. Dung bất ngờ cầm con dao lao vào đâm chết cô gái rồi lên xe rời đi. Nhận tin báo, lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân, truy xét hung thủ. Sau 2 giờ, các trinh sát đã bắt được Dung đang lẫn trốn ở nhà tại phường Hiệp Bình Chánh. Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân được xác định do cô gái thiếu nợ Dung đã lâu nhưng đòi nhiều lần không trả. Hôm ngày 30 tháng 9, Dung chở cô gái đến bãi xe để nói chuyện nợ nần thì xảy ra cãi vã rồi ra tay. Đáng chú ý, thời điểm trên có một người đàn ông chứng kiến sự việc nhưng không can thiệp. Được biết, nạn nhân là người bán rau củ trong chợ đầu mối.